Hello cả nhà. Sau giờ làm việc, cái tháng 10 này á, lại đi làm về sớm, sớm hơn một tiếng đồng hồ. Cho nên mặt trời nó còn sáng. Lẽ ra là như vụ là những ngày bình thường trước kia thì mình phải làm thêm một tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ đã đổi múi giờ rồi, mình thì mới đi làm sớm một tiếng. Thì mình phải về sớm một tiếng. Cho nên về thấy trời nó còn sáng trưng, cũng hơi đã đã cả nhà, thấy còn sớm. Mình làm cũng khá là gần với cái trường đại học La Trobe mà sinh viên Việt Nam, sinh viên quốc tế cũng đang học ở đây. Chỗ mình chạy lên trường đại học La Trobe thì nó chỉ khoảng 5-7 phút, 5-10 phút gì đó, cũng khá là tiện. Trời hôm nay nắng đẹp cả nhà ơi. Cho nó trong cái kiếm bên ngoài. Ở đây á, tham gia giao thông thì khi mà người ta xin qua đường qua đồ là mọi người cũng nhường nhau hết, và nhường nhau bằng cách là họ sẽ giơ tay họ cảm ơn. Đó là cái phép lịch sự ở bên này người ta sống, thấy cũng hay lắm cả nhà. Khi qua đường qua đồ hay có chuyện gì họ giơ tay họ xin lỗi, hoặc là họ qua được rồi thì họ giơ tay họ cảm ơn. Đó là cái văn hóa ở bên này, cái lịch sự. Nhưng cho nên nhiều khi mình thấy nó mọi người sống tử tế với nhau lắm, mình thấy mình cũng thích, nó hợp với lại tính cách của mình. Đôi khi mình bắt chước ở phương Tây nó cũng làm những cái thứ đó, những cái thứ mà cần phải bắt chước, phải học, phải tập. Qua đường, nhường đường, cảm ơn, xin lỗi, nó trở thành một cái cửa miệng ở bên này, thấy hay lắm. Chỉ trừ trường hợp mà nó nặng quá hay là gì đó, ngay tại đèn xanh đèn đỏ rồi có người ta thiếu tập trung, người ta không có lái, không có chạy xe, thì họ nhắc nhở bằng cách tít còi đó. Và hiện nay thì chính phủ Úc họ cũng đưa ra một cái luật là cấm tít còi vô cớ. Nếu mà bạn tít còi vô cớ, tức là giống như người đang đi bộ, bạn hối thúc người ta đi nhanh lên, hay là cái gì đó gặp nhau trên đường, mình người mình quen xung quanh ở bên cạnh hay là phía trước hay đối diện mình đang chạy, cái mình tít còi tít tít báo hiệu là giống hello vậy đó, mình hello người ta, bạn bè, thì nó gây ra một cái sự mất tập trung trung của cái người lái xe các bạn bên cạnh. Ví dụ như là mình sống ở bên này cũng khá lâu, sau khi một thời gian mình lái xe, mình ít khi nào mình nghe cái tiếng xe đó. Thậm chí một ngày cả ngày cũng không nghe, thỉnh thoảng một vài tiếng xe. Thì đó là những cái trường hợp mà như hồi nãy mình nói đó, là họ nhắc nhở gì đó thôi, hay là bực bội quá thì họ mới tít còi, thì nó không phải là trong trường hợp vô cớ. Còn nếu mà mình đang chạy như vậy này, thấy nghe cái tiếng tít còi, mình đang đứng ngay tại ngã tư đèn xanh đèn đỏ hay gì đó, cái chỗ đó đông xe, mình đang tập trung, mình đang chẳng hạn như chuẩn bị sang lên, hay là chuẩn bị vượt một chiếc xe nào đó, hay là tập trung vân vân, nó nhiều tình huống. Thì tình cờ một ai đó tham gia giao thông của mình, hay là xung quanh hay trước hoặc là sau, họ tít còi vô cớ, họ quen mình hay là họ quen một người nào đó, cái họ tít còi tuyết tuyết, ví dụ như vậy cả nhà. Thì cái người mà
lái xe đó, họ đang tập trung hay là họ đang suy nghĩ, họ đang làm một cái động tác gì đó chẳng hạn, chuẩn bị sang lên đang rồi, họ giật mình hoảng hồn luôn, nhiều khi đạp nhầm thắng nhầm ga rồi. Thì đặc biệt á, ở bên này đó, cái người lớn tuổi, cái người già đó, họ giật mình, họ hoảng loạn, họ ủi lung tung, nó thể gây ra tai nạn. Mà các bạn biết không, người già bên này có nhiều cụ 90 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi vẫn lái xe bình thường. Đó, vừa rồi thì cũng có một hai trường hợp người lớn tuổi, có người thì 80 mấy tuổi, có người 90 tuổi gì đó là lái xe ở dưới vùng Springwell, ngay cái shopping central. Thì ngay đầu của cái parking đậu xong mình ủi ào lọt vô trong shop luôn. Cổ mỏi quá. Rồi một cụ nữa ở trên Melton, vùng Melton cũng đạp ga ủi vô. Thì những trường hợp đó sau này cảnh sát họ sẽ không cho những cụ đó lái nữa. Nhưng mà họ khám về vấn đề sức khỏe, sức khỏe tầm nhìn hay là sức khỏe của các cụ đó đó, nó không bất ổn thì họ sẽ không có cho lái xe nữa. Hoặc là họ sẽ cho phạm vi lái xe ở một cái gì đó an toàn. Ở bên này nó cũng khá là rõ ràng. Những người mà họ bị giới hạn vấn đề lái xe đấy, đồ ví dụ như bạn còn trẻ mà gây tai nạn rồi đó, có thể là bị cấm lái xe trong vòng 1-2 năm, hay là những người mà bị bệnh về vấn đề tâm lý rồi hiểu thần kinh rồi chút xíu á, nó liên quan nhiều thứ lắm. Cái đó cần phải chuyên sâu vô mình mới nói được, đọc thông tin hay là về cái luật lệ lái xe bên này thì các bạn mới nói được. Nói chung là mình chỉ nói chung chung vậy thôi. Có những trường hợp mà mình thấy đó là cái người mà họ bị về tâm thần hay là gì đó, mà khi mà bác sĩ họ khám họ nói là ông này ông có một chút vấn đề về tâm lý hay tâm thần tinh thần gì đó, thì vấn đề bên video hay là bên cảnh sát họ sẽ có một cái giấy báo là ông này không được phép lái xe. Thậm chí mấy người đó chỉ đi xe bus xe đồ thôi, hoặc là phải đi đâu phải có người lái, người chở đi, họ không đi lái xe. Có cả nhà. Còn cái chuyện mà bạn bị vi phạm luật lệ rồi bị gây ra cái này gây ra cái kia thì cảnh sát họ cấm bạn tham gia giao thông 1-2 năm, đó là chuyện bình thường, đó là mình bị phạt. Oh my god, ông kia ông bật đèn xi nhan, ông qua trái mà ông chạy thẳng. Đó, mình vừa nói các bạn là ở sau họ tít còi rất là mình nhường cho ông kia, thì ông kia ở sau thì họ không thấy mình chạy. Thì cũng phải giơ tay xin lỗi người ở sau mình thôi. Mà cái đặc biệt á, ở bên này thì nó cũng dở thở cả nhà. Nếu mà mình ngồi mình lái xe trong này đó, cái người ta họ tít còi mình thì cũng không có gì quá đáng. Mình cũng chẳng nghe người ta nói cái gì. Thỉnh thoảng thì có người bực quá đó, người ta cấu, người ta ở sau người ta chỉ trỏ chửi ôm sòm giơ tay giơ đồ xỉa gì, giơ tay ngón tay thúi hay là chửi súng chĩa súng vô đầu bằng ngón tay gì này đó kiểu vậy. Thì bạn mới bực bội, còn không mà có nhiều người ta chửi ầm ầm hay gì trong xe thì mình ở xe này nhiều khi cũng nhắm mắt làm ngơ. Đúng không? Một là giơ tay xin lỗi. Đặc biệt là ở bên này mình xin lỗi là người ta họ cũng thông cảm. Không ai mà bắt lỗi cái người mà đã xin lỗi mà. Mình đang phía trước là cái đường dành cho người đi bộ, dưới chân cầu của Brixton Station. Đó, đợi vậy đó thì không có ai dám tít còi hết. Nó phải có cái chuyện người ta mới tít còi ha. Đó, cái cầu vượt ở trên đó là xe train, xe lửa đó, nói chung chung là kiểu Việt Nam mình gọi là xe lửa đi. Trước kia là nó chung với lại cái đường bộ, thì cứ chiều giờ cao điểm như thế này thì nó hay bị kẹt xe thì bất tiện lắm. Thì cái chính quyền tiểu bang Victoria này họ mới có một cái dự án, tức là gọi là cái Big Bill, tức là họ sẽ giải quyết khoảng hơn 110 địa điểm trên toàn tiểu bang Victoria
xây dựng nâng cấp cái hệ thống giao thông. Thì đó là bằng cách là những cái trục đường như thế này sẽ nơi nào giao nhau mà bị ùn tắc giao thông á, họ sẽ làm cầu vượt hoặc là đường hầm để cho nó không có bị tắc. Cái người dân ở bên này người ta ta tháng chính quyền, ta tháng sở giao thông, làm ăn bớt bát chậm làm bực bội, đi làm về mà không có suôn sẻ, cứ ùn tắc giao thông, tung xăng tung cổ, buồn ngủ buồn đồ, người ta bực mình, người ta sẽ kiến nghị lên. Thì bây giờ là trên vấn đề là họ đang làm nâng cấp các đường như đường hầm nè, cầu vượt nè. Như ở cái vùng mình á, như là trước kia mấy năm trước mình, khi mà mình 10 năm trước đây mình xuống dưới Mèo Bành đây á, thì cái chỗ Mèo Bành là một cái trạm train station đó, trạm ga đó, ga xe lửa đó, là một cái trạm ga xe lửa cũ. Lúc đó là xe train xe lửa đó nó chung với đường bộ. Trời ơi, một cái đoạn đường đó với lại đường ga Jennifer nó kẹt xe thấy thương luôn. Cứ chiều hay là đúng giờ cao điểm là bắt đầu nó kẹt, nó buồn, nó ứ, nó chán lắm cả nhà. Có nhiều người ta đang ngại đi luôn đó, phàn nàn. Mình thấy mình ở mấy năm mình cũng phàn nàn, mình cũng chẳng có cái gì khác ngoài cái chuyện phàn nàn chán trường. Rồi ở vùng Derimit thì có một cái đường nữa thì cũng bị tắt đường trên đường Ballarat đi về. Cho nên khi mà mình trò chuyện với mọi người ở trong cái ở đây đó, mình nói mình muốn mua nhà ở vùng Derimit chẳng hạn vậy, vậy nó trời ơi ở dưới đó kẹt xe lắm đó. Thì bây giờ á họ để nâng cấp lên, giống như là họ ở cái đường Preston, chợ Preston hồi nãy đó, là họ xây một cái cầu vượt lên đó, đang tránh đi cái chuyện bị ùn tắc ở dưới. Ở dưới là nó thông, ở trên xe lửa xe train nó chạy, nó không liên quan ở dưới đó. Chỗ đó là cái ga xe train đi Park đó, bây giờ họ xây dựng lại cái ga đó mới đẹp. Ngày xưa nhìn nó điêu tàn lắm cả nhà, nó buồn á. Mình hình như mình cũng có một cái clip mình quay ở đó hồi cách cũng 5-6 năm mà trước mình đi quay thử cái đoạn đó, nhìn nó giống như một cái sân ga ở Việt Nam cũ gì đó. Nó buồn lắm, nó điều hiu, trời ơi các bạn, nó hài quái lắm. Thì ở San Ubin thì có cái trạm cũ, cũng có cái nhà xây gạch nhưng mà nó cũ, nhìn hơi khá là cũ, nhìn nó không có hiện đại lắm. Thì mình cũng không nhớ mấy năm rồi ha, chắc hình cũng 2016-19 gì đó, 19-20 gì đó. Thì họ tiến hành họ nâng cấp lên là xây cái trạm như là ga Jennifer San Ubin, là đường hầm ở dưới, xe lửa xe train nó chạy ở dưới. Thôi các bạn thông cảm cho mình kêu cái từ xe lửa để cho nó gần gũi. Thì nó chạy ở dưới, rồi ở trên họ xây lại, làm mới lại, nâng cấp lại, thấy hiện đại mới, có bảng chỉ dẫn với đồ đầy đủ hết, nhìn nó cũng đẹp hay, có thang máy đi lên đi xuống đó. Cho nên cái diện mạo nó cũng phải thay đổi các bạn. Chỗ này sao giờ xe đông quá vậy đó, cái lượng xe ở trên này rất là nhiều. Kẹt cứng sao qua được. Ông về kìa, ông cho vợ chồng người già lớn tuổi. Họ thấy mình đợi, ví dụ ngay ngã ba ngã đồ mà bị xe, thường thường họ nhường, mình chia sẻ luôn. Nhưng mà cái này là cái cảm tính thôi ha, mình cũng không có, nó không phải là luật. Nhưng mà cái cuộc sống ở bên này, ví dụ ngay ngã ở bên này nó có cái chỗ mà mình nhường xe, ví dụ như là tới một cái chỗ nào đó thì họ video họ vẽ cái đường là keep clear, thì mình phải để trống cái khoảng đó để cho cái người mà nhiều khi bên trái hoặc bên phải họ có thể cua quẹo trong cái con đường đó, thì cái đó là bắt buộc ha. Còn nghi ngã ba ngã tư đồ đó, ví dụ như là mình chỗ đèn xanh đèn đỏ mà nó bị ùn xe rồi đó, thì có người đi ra thì hầu như là họ khả năng cao hơn
là họ nhường, ví dụ như là họ không có muốn vượt qua, ví dụ mình lấn lên để mình giành đi trước, họ không nhường. Họ đa số thì họ nhường cái người ở trong đường hẻm mà đi ra đó. Tại vì cái đường hẻm các bạn đi ra tham gia vô cái đường lớn nó rất là khó, phải nhường hết các xe, mà ngay cái chỗ mà lúc mà xe nó đậu giống gì nè, lúc mà đợi đèn xanh đèn đỏ hay là ùn ứ á, thì chi bằng là họ không có giành giật với nhau, là họ nhường cái người ở trong hẻm đi ra, họ thông cảm thì họ sẽ đỡ cái khoảng trống đó. Hay lắm, mà nói chung là mình họ là sống lịch sự cho nên mình cũng bắt chước cái chuyện đó cũng khá là nhiều các bạn. Đôi khi mình thấy họ nhường thì mình thấy ôi sao họ tử tế quá, thì mình bắt chước được cái chuyện tử tế đó rồi mình làm hành động cũng giống như họ, mình nhường một người khác thì họ giơ tay và cảm ơn, thì mình thấy mình ô mình thấy cũng thấy thích thích đúng không? Học được cái sự tử tế, mình cảm thấy mình thích rồi mình hành động theo họ giống vậy, thì cái xã hội nó tự động nó làm cho mình tốt hơn chút, chứ không có giành giật rồi lấn chen chửi bới rồi ít á. Và đặc biệt cái là bên này á là sang lên xi phải xi nhan rẽo trái rẽo phải hay làm gì đó phải có tín hiệu đàng hoàng ha, nếu vượt luật mà bạn không có tín hiệu là bị phạt đấy. Nên lúc nào cũng phải có tín hiệu chạy tham gia giao thông hết, cái là hay. Và khi mà xảy ra tai nạn cũng có người xuống tranh cãi lung tung, lúc giận lúc đó mất bình tĩnh cũng cãi ôm sòm giành phần thắng, nhưng mà khi mà bạn tới bạn kêu cảnh sát rồi tới hỗ trợ đó thì người ta sẽ nói, nhìn vô cái đồ hình trên cái vấn đề đường của mình nằm trong lane nào mình chạy vị trí nào trên đoạn đường đó, lúc đó tín hiệu đèn nó như thế nào, thì người ta sẽ thấy ừ phần lỗi thuộc về ai. Còn nếu mình không chịu nữa thì mình cứ ra tòa, ở bên này nó giải quyết bằng vậy, luật sư luật đồ đợi mình, bạn ra tòa rồi hả tranh cãi ai thua thì trả tiền tòa bị phạt. Cho nên nhiều khi ở bên này nó làm cho mình thấy nhẹ nhàng, thứ nhất về luật pháp nó rõ ràng ha, người ta họ tuân thủ, rồi mình cảm thấy ai ai cũng tuân thủ hết thì mình thấy nó cũng thấy thú vị các bạn, nó không có làm cho mình bị áp lực mình bực bội hay là mình gây cho mình cái phản cảm. Nhiều khi ở Việt Nam nói vậy chứ ở Việt Nam á nhiều khi nó có những cái tình huống xảy ra cái người mạnh ăn hiếp tấn công người yếu, để mình quay lại cái chỗ này, đây là cái khu vực ở kho thờ, họ mới xây một cái phạt mình đẹp lắm cả nhà, nếu có tiền có điều kiện lên đây mua một cái ở cha nè. Chỗ đây là cái chỗ nhà tù ngày xưa đó. Hồi xưa hồi kia là họ cất ở trong kia hết rồi, bây giờ là họ xây thêm cái phạt mình tới 1 2 3 4 5 mấy tầng, 1 2 3 khó đếm, chưa chưa kịp đếm. Đó, ở trước cũng có một cái phạt mình nữa, thì họ giữ lại cái di tích là cái thành, cái bức thành của nhà tù cũ, cái đá vôi nó đen đen thui. Đây có cái nhà thờ, biết là chắc ngày xưa khi mà trại tù trại đồ mấy ông đi ra tới chỗ đây cầu nguyện hay sao, bị đâm bị chết thì có che đó rửa tội rửa đồ mấy ông. Cái nhà tù bên này có cái chỗ tâm linh, các đường ngoại ô đồ của Úc á, cái vấn đề giao thông họ đều có biển báo hay là vạch kẻ chỉ dẫn đường nó rõ ràng lắm cả nhà, nó không phức tạp, nó không có làm phức tạp mình. Mọi người ở Việt Nam mà qua bên này học lái xe rồi xong mới nhìn cái đường, nhiều khi các bạn thấy nó rất là dễ ha, hiểu liền à, chứ nó không có phức tạp như mình, như nó đánh đố như Việt Nam mình đâu.
Chỗ nào 50 thì 50, chỗ nào xe đạp thì họ vẽ luôn chiếc xe đạp ở dưới đường. Còn chỗ nào 60 thì có 60, chỗ nào 70 thì họ để 70, chỗ nào khu vực trường học 40 thì họ để 40 khu vực trường học giờ giấc đàng hoàng. Nhưng mà cũng có một số cái biển báo mà nhiều khi mình cũng lâu lâu mình gặp á, lâu lâu mình gặp mình cũng hơi bị rối đầu, nhưng mà cũng cần phải tìm hiểu. Có những cái nơi mà biển báo mà trả tiền cho đồ cấm đậu cấm đồ nó hơi phức tạp, nó để 3-4 lần 3-4 chỗ thì cũng hơi, nó cũng hơi phức tạp, nhưng mà nó không có khó khăn lắm, nó không là kiểu đánh đố. Làm về nó sớm hơn 1 giờ thấy trời nó còn sáng, ba giờ rưỡi là xong việc rồi cả nhà, 7 giờ làm việc tới 3 giờ rưỡi, nếu mà tính là 7 giờ tới 3 giờ là 8 tiếng đồng hồ đó, thì ở đây đó người ta trừ cho mình là nửa tiếng đồng hồ ăn trưa đó. Rồi thường thường là ăn sáng 15 phút gì đó thôi, nhưng mà thường thường là lấn chen lên tới 30 phút kiểu vậy. Buổi sáng là 9 giờ vô rồi mình làm mình nghỉ, rồi ăn sáng 15 hay là 20 phút hay là nửa tiếng gì đó, rồi tới trưa 12 giờ nghỉ ăn trưa 30 phút nữa đó, thì họ trừ ra 30 phút nó kéo dài tới thành 3 giờ rưỡi mới tan việc làm. Đó làm vậy đó, chứ không phải như ở Việt Nam các bạn làm ào 1 tiếng đồng hồ hay là 40 phút, 50 phút gì đó, nghỉ đâu, không có đâu. Bên này là các bạn làm phải cái giờ giấc đàng hoàng, có một số công việc nó đặc thù á, của cái nơi mà mình làm việc có thể là họ sẽ một buổi họ làm 2-3 lần nghỉ cũng có thể. Nghỉ 1 lần 15 phút chẳng hạn, như là 1 tiếng rưỡi, nghỉ 15 phút, ví dụ như là từ 7 giờ vô làm 9 giờ nghỉ đúng không? 9 giờ tới 10 giờ rưỡi gì đó nghỉ, rồi tới 10 rưỡi tới 12 giờ nghỉ 15-20 phút gì đó. Đặc thù những cái công việc đó nó hơi nhọc nhằn, nặng nhọc một chút xíu, chứ không phải là nó giống nhau. Còn nếu mà những người mà làm văn phòng ha, làm văn phòng thì mình nghỉ chắc phải làm ví dụ như là 9 giờ thì nghỉ ăn sáng thì ăn sáng, hay là 12 giờ ăn trưa thì ăn trưa, chứ không có cái chuyện lạc giặt. Những cái ngành nghề như làm mà đổ mồ hôi á, vặt lông cừu, hay là làm ở trong những cái hãng nào đó mà bưng giáp pick up hay là pack up rồi đó, thì nó có thể là nghỉ nhiều lần. Như hãng mình thì không có nghỉ, 9 giờ là nghỉ dễ lao ăn sáng một xíu, rồi tới 12 giờ, rồi 12 giờ là quốc phương pháp là tới 3 giờ rưỡi luôn. Không có cái chuyện mà nghỉ lưa lắc nhắc nhiều lần. Trên đường giao thông mà người ta họ vẽ dưới vạch dưới đồ đầy rõ ràng lắm, chỗ nào có cái gờ này giảm tốc độ đó, nhiều khi cái đường phẳng quá mà không đạp nhanh dễ gây tai nạn, nó làm cái sốc lên. Hay là mấy ông mô tô mô đồ ông chạy ông rịn ga ông nẹt vô ông chạy ông kéo dài đó, các bạn thấy cái chữ keep clear không? Thì bây giờ mình muốn qua bên kia đó, ví dụ xe nhiều mình muốn bên kia thì ở phía trước cái bảng keep clear đó nó sẽ đủ cho một chiếc xe bên đó thì mình mới qua ha. Đó bây giờ mình chạy qua bên đó mình đậu mình đứng luôn cũng được, thì nó phải đủ cái khoảng trống ở sau cái chữ keep clear, tại vì sẽ có người quẹo trái quẹo phải để vô trong cái phạt hay là ở trong cái parking đó người ta đi ra. Đó là cái kiểu bên này, chứ mình không có chung vô cái giữa đường keep clear mình đậu được, mình đợi được,
ví dụ như mình vô đó thì mình sẽ làm phiền cái người lỡ có chiếc xe ở trong nó ra thì nó bị tắt đường. Thì ở bên này cái đèn xanh đèn đỏ bên này cũng vậy, tại cái nơi giao nhau ngay ngã tư, nếu mà đèn cho dù mình đèn xanh mà ở phía trước nó bị ùn á, nó bị tắt đường thì mình cũng phải đợi thôi, trừ khi nào phía bên kia đường mà lúc mình có đèn xanh á mà đủ cho một chiếc xe nó qua, mình đậu bên đó thì mình mới được đi qua, còn không thì mình phải đứng bên này mình đợi. Chứ mình chạy qua mà nó không đủ thì mình vô tình mình ở cái khoảng giữa, rồi bên kia nó bị tắt đường, nó chạy không được, nó không có lưu thông được, thì cái đèn đỏ bên phía khác á, người ta bật lên á, thì cái đường giao thông bên đó nó chạy không được, thì đó là vi phạm. Nếu có cảnh sát cảnh đồ người ta khó chịu thì người ta phạt mình cũng có thể, trong luật thì người ta nói đó, mình đi sai rồi đó. Hồi xưa cái đường này á, là nó cho tốc độ tới 70, cho nên mình đi về nó nhanh hơn, đi làm nó cũng nhanh hơn. Nhưng sau này nó chuyển xuống còn 60, phải chậm hơn cả 10 phút á. Và cái giao thông ở bên này á, các bạn, khi mà cái con đường đó mà họ thay đổi cái tốc độ á, ví dụ như hồi ngày xưa kia là tốc độ 70 là cái bảng của nó là để bảng 70, thì sau này họ để họ thay cái tốc độ mới thì họ để một hàng cái bảng là gọi là new limit, tức là cái bảng báo giới hạn tốc độ mới, nó khoảng gần một năm lận á, hơn 6 tháng họ để cái bảng đó để nhắc nhở cái người tham gia giao thông. Nhiều khi cái người ta đi người ta không có để ý á, cứ quen là lâu lâu người ta đi con đường đó tưởng 70 là đạp lên 70, nhiều khi vi phạm giao thông thì họ nhìn vô thấy cái bảng đó nó ồ có giới hạn mới được quy định ra là mình phải tham gia vô giao thông là 60 thôi đó, họ để cái bảng đó lên tới 6 tháng còn cả năm, là mình thấy còn cả năm gọi là new limit, để new limit ở dưới đó là 60. Đây đường cao tốc thì tới 6 làn xe. Mấy lên ùn hết trơn luôn, không biết là ở trước nó có bị gì hay không. Thường thường thì nếu một số hay bị hút đít, nhưng mà mình nghĩ là bị quá tải cả nha. Ở dưới kia cũng có một cái lối ra nữa, rồi kẹt đèn xanh đèn đỏ ở một số ở phía trước. Mình đi làm nó cũng khá là xa ha. Một số người sống lâu người ta chọn một số công việc, một cái nơi hãng xưởng nó gần khoảng 10 phút, 15 phút lái xe thôi. Ví dụ như họ ở, mình ở cái vùng của mình đó, những người ở Sanobin hay là Deer Park cái đồ đó của mình ở đó, thì người ta chọn làm việc ở vùng như Sunshine, đồ đi Limit rồi gì đó, gần gần thôi. Còn mình thì do mình hồi kia mình không có biết tìm việc, thì được người quen họ giúp mình vô trong cái hãng này mình làm, thì mình chỉ có đi theo thôi. Cái này 9-10 năm trước mình chia sẻ với cả nhà rồi, là mình đi theo, mình đâu có biết lái xe lấy đồ gì đâu, mình đâu có thể tìm việc cho mình. Mình không biết lái xe rồi, lúc đó trời ơi, rồi sanh con sanh đồ nó tùm lum nhất gì, bà xã có bầu rồi, con mới sanh rồi, nhà cửa mới mua nó lên lum làm lụi. Thì nó tùm lum không ai lấy mình hết, cho nên mình thôi mình đi theo. Thì mình đi theo thì chỉ có duy nhất là mình đi theo cái người quen, người ta chở đi xin vô hãng làm chung á. Thì đó mình làm xong mình cũng quen tới giờ rồi, mình cũng không có muốn đi xin việc khác, mình cũng quen cái chỗ làm việc của mình. Thì đi xa hơn khoảng 15-20 phút nữa thì cũng ok, không gì hết. Nhưng mà đi xa thì nhiều khi cũng mệt á. Mà mình thôi mình cũng quen rồi, bây giờ đổi job khác đi xin việc lại mới thì nó cũng mệt. Thôi mình quen việc, quen rồi, quen cái nơi làm cũ rồi, thì mình ok, mình ở đây luôn. Lương lậu thì nó cũng giống nhau thôi.
làm lâu thì các bạn có cơ hội bạn tăng lương lên chút, hoặc là quyền lợi của mình nó nhiều hơn. Ví dụ như bạn làm hôn hộn 6 hết 7 năm gì đó thì bạn có cái long service. Bây giờ bạn nghỉ đùng cái bạn nghỉ đi, bạn qua hãng khác thì bạn phải gầy lại 6-7 năm, thấy không? Trong khi tuổi của mình là cũng già rồi, sắp 50 rồi. 50 giờ phấn đấu thì 5-6, 5-7, 60 mới có long service của cái hãng đó nữa, thấy không? Chi bằng này thôi mình an phận thủ thừa luôn cả nhà. Mỗi người nó có một cái hoàn cảnh, mỗi người nó có cái kiểu khác nhau. Hồi nữa mình làm lên lâu thì thỉnh thoảng thì hãng là lên 50 sen đồng cũng ok. Bây giờ qua hãng khác là làm lại từ đầu. Rồi nhiều khi gặp đồng nghiệp bị mặt nặng mày nhẹ. Rồi chạy đôn chạy đáo nữa. Ôi, thôi. Nói tới chuyện gặp đồng nghiệp ở bên này, không biết người Tây thì mình nghĩ chắc cũng có, nhưng mà lao động tay chân, lao động phổ thông thì đằng nào cũng có người ăn hiếp các bạn, tay nó cũng có chứ, nó cũng bully chứ. Mà đặc biệt cái đau đớn là mình chẳng hạn người Việt bỏ xứ xa quê đi qua thì nhiều khi thấy người Việt cũng mừng, người đi trước người đi sau thấy cũng mừng, nhưng mà nhảy vô làm việc chung với nhau là cũng bị ăn hiếp, cũng bị ma cũ bắt nạt ba mới cũng có. Nhưng mà những người bắt nạt như vậy là cái thành phần đó là cũng dạng kém á, nhanh không có giỏi không các bạn. Mình nhắc lại, mình kể lại cái ngày xưa cái mình mới vô cũng bị ăn hiếp, dậm chân dậm cẳng, phùng mang trợn mắt rồi bú xua. Ngồi sống lâu rồi cái mình thấy mình độc lập ra. Mình làm được việc thì mình không có ngại những cái người đó nữa, không? Việc ai nấy làm. Tại lúc đầu mới vô chân ướt chân ráo, không có biết việc, mình không có, mọi thứ mình không có rành, mình không có quen cái cách làm việc ở bên này, thì mình nhiều khi mình bị lệ thuộc, hay là mình nhờ vả, hay là mình muốn họ giúp, đúng không? Nhưng mà họ không giúp thì họ còn phùng mang trợn mắt lên, nó mắc cười lắm. Bây giờ mình kể lại, mình nhớ lại mấy cái khoảnh khắc ngày xưa cũng mắc cười. Nhiều khi mình nghĩ là mẹ sao Việt Nam mình sao cứ đè Việt Nam mà cắn, nó hơi dở vậy đó. Nhưng mà nói đi thì cũng nói lại các bạn, mình nhiều khi mình trải lòng, mình cũng thấy cái hoàn cảnh của mình cũng bị người ta bắt nạt, bắt đồ người ta cũng xiên xỏ, giờ phùng mang trợn mắt rồi này nọ rồi cũng đủ thứ. Do này mình cũng muốn giúp đỡ, mình muốn giúp những người mới qua, người trẻ xong này mới qua, là họ có hoàn cảnh, họ có những cái mà họ chưa có rành á, hay là họ cũng nói chung là họ mặt nào đó họ giỏi, hay nhưng mà có những một số cái họ chưa có quen thì họ cũng nhờ vả mình, thì mình cũng mở lòng ra. Nhưng mà nhiều khi mình cũng bị lợi dụng, nhiều khi cũng bị đau đớn. Mình cũng không có tốt đẹp gì, nhưng mà mình thấy mình thượng đội hạ nó còn đạp mình luôn, chứ đừng có phải mình đạp người ta. Ở trên thì nó bắt nạt, ở dưới thì nó lợi dụng. Có chiếc xe chạy sao bị cảnh sát nhìn như kia. Đó, cảnh sát ở bên này người ta bắt á là nó bật đèn lên, nó dí đèn gì á, hay là bị hút đít trong đồ vậy. Hồi nãy mình cũng quan sát kỹ rồi nha. Các bạn ở trên đó là tới 5-6 cái len làng xe xuống, đổ bộ xuống bao nhiêu cái ngã, giống như cái phiểu vậy đó, túm như đây còn có 2 len 3 len nè, thì nó bị ứ. Bây giờ thông rồi nè, chắc ở chỗ đó cái vụ gì chỗ đó nó ngừng lại, nó bị bị chậm lại nè. Giờ thông rồi qua chỗ đây, giờ mình phải thoát ra cái freeway, cái cao tốc đó, giờ mình bắt đầu ra ngoài, mình vô chỗ kia một cái đường cao tốc khác nữa chạy về.
bên này mỗi người, mỗi công dân 18 tuổi người ta sở hữu một chiếc xe rồi cả nhà. Có nhiều người người ta lớn tuổi hơn nữa, người ta hai chiếc, ba chiếc có ha. Trong nhà hai vợ chồng ba chiếc xe hoặc bốn chiếc xe có hết. Xe hơi đó, có nhiều người người ta sở hữu một chiếc xe hơi, còn hai ba chiếc xe máy cũng có nữa. Thì cơ bản là người ta có xe thì người ta đóng tiền bảo hiểm, đóng tiền thuế đường. Ví dụ một năm một chiếc xe bây giờ thì thuế đường là như xe mình nó cũng phải 800 mấy ngàn, quên, 800 mấy. Rồi thuế đường, à thuế đường 800 mấy đâu, bảo hiểm này cả ngàn. Xe thì một năm thì mất cỡ 2.000 hơn. Nếu mà bây giờ bạn đăng ký về 2 triệu thì hơn 1.000 mấy. Bảo hiểm thì bây giờ nó tăng lên, sau Covid thì cái gì nó cũng tăng.